Yes, hôm nay là thứ tư, mình thức dậy trễ cho nên mình không ăn sáng mà mình chỉ ăn trưa. Đây là món ăn trưa của mình đây, là hai lát mì baguette được nướng trong lò vi sóng. Bánh mì baguette với lại cheese, một ít rau lên trên thì khi mình nướng thì nó cong queo. Và đây là một ly sữa và một ít salad cùng với dressing và một ít bánh bích quy và một ly cà phê sữa đá kết xù. Các bạn thấy không? Đấy là bữa ăn trưa của mình đây các bạn. Mình có đọc được những cái tin nhắn của các bạn rất là positive, rất là cởi mở, rất là lịch sự, rất là lễ phép. Mình rất là vui luôn các bạn ơi. Mình rất là vui khi mình đọc những cái comment đó của các bạn. Thì mình sẽ vừa ăn trưa thì mình sẽ vô mình đọc những cái comment của các bạn nha. Còn những cái comment nào mà nó có vẻ tiêu cực á thì mình xin lỗi các bạn nha, mình xóa đi. Không phải là mình chỉ muốn giữ lại những cái tích cực đâu, nhưng mà tự vì mình lớn tuổi rồi đó các bạn. Mình khi mình lên phim như vậy thì có những người nhỏ tuổi đó, thanh thiếu niên đó, thì nếu mà họ đọc được những điều tích cực thì họ sẽ vui lây và cuộc sống của họ sẽ tốt hơn. Còn nếu mà họ vào họ đọc những cái comment tiêu cực thì cũng ảnh hưởng cho những cái lớp trẻ. Cho nên những lời tiêu cực thì mình xóa đi nha các bạn. Thì các bạn thông cảm nha. Bây giờ mình ăn trưa. Mình nói mà nước miếng nó chảy rồi đó. Các bạn thấy mình nuốt nước miếng không? Đó. Đây là món ăn trưa của mình. Bây giờ mình phải ăn thôi nha các bạn. Rồi tí nữa mình sẽ tiếp tục những đoạn phim cho các bạn xem nha. Đấy. Vừa nướng ra mà ham nói chuyện thì nó sẽ nguội. Ăn nó không giòn nữa. Ok, see you. Nói gì nói nha, mình ăn món Tây Phương á là mình thấy nó ngon, nhìn nó đẹp. Chứ thật sự món ăn Việt Nam mình á, nó rất là nhiều rau cải hơn món ăn của Tây. Cho nên làm gì thì làm, mình vẫn thèm cái món ăn Việt Nam. Đây các bạn, bữa tiệc nào rồi cũng tàn. Nghĩ khi nó tàn rồi thì nhìn rất là thê thảm, phải không các bạn? Thì mình cũng cho nó xong hai lát bánh mì baguette. Rau thì vẫn còn. Mình làm rau kiểu mà Tây Âu á. Mình không có thích lắm các bạn. Nó đồng ý là nó có đủ chất dinh dưỡng, nhưng mà mình ăn cho có vậy thôi, chứ mình vẫn thích rau Việt Nam nhiều hơn. Cho nên nó vẫn còn. Đấy. Bây giờ là mình sẽ nhâm nhi mấy miếng bánh bích quy này với lại ly cà phê của mình. Đấy, ly cà phê kết xù của mình chưa đụng tới. Mình thích uống cà phê sữa đá lắm. Đấy, ly sữa này của mình thì đã thanh toán rồi. Đây các bạn, bữa ăn trưa của mình là như vậy đó. Không giống như Việt Nam mình là đi ra tiệm ăn phở, ăn bún bò giò heo. Ở bên Mỹ cũng vậy, mỗi lần mình đi Mỹ là mình thích lắm. Mình đi vô ăn mấy cái món ăn Việt Nam, ăn trưa là chỉ ra tiệm ăn thôi. Nhưng mà nói cho cùng thì mình làm món ăn ở nhà thì mình tiết kiệm rất là nhiều tiền. Đại khái vậy.
Ok nha các bạn, bây giờ mình phải làm một cái việc, đó là rửa xe. Rồi mình sẽ cho lên các bạn xem một công việc mà nếu mình có chồng thì có lẽ là chồng mình làm, nhưng mà cái này bổn phận mình phải làm. Ok, see you later. Hello, chào chào. Chỉ còn có 2 tháng rưỡi. Hôm nay ngày 14 rồi. 2 tháng rưỡi nữa là đến Noel, hay là cuối năm, chứ còn đến Noel thì chỉ còn có 2 tháng nữa thôi. Ôi giời ơi. Thời gian ngựa chạy chim bay rất là nhanh luôn các bạn. Sau khi mà đổi bánh xe mùa hè qua bánh xe mùa đông á, thì mình có đưa vô trong kho rồi. Mình tính quay phim cho các bạn xem nha. Mình nghĩ chẳng có gì đáng phải xem. Nhưng mà mình có một cái công ty chuyên về thu dọn dẹp lau chùi khi người ta dọn nhà đó. Thì mình nghĩ là mình tính thâu cái đó, xong rồi mình đưa lên cái trang web của mình đó, để mình cho người ta thấy là cái công việc mà dọn dẹp nhà cửa nó như thế nào. Nhưng mà hôm đó thì hôm qua thì mình thấy hơi mệt mệt. Mình khi mình quay phim thì mình phải có cảm hứng phải không các bạn, chứ đâu phải là bắt buộc mình phải làm những cái chuyện như vậy. Cho nên nghĩ thôi, còn những dịp khác nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình lau chùi xe, thì chắc có lẽ là mình quay phim để mình đưa lên cái công việc của cái hãng cá nhân của mình á, là nhận dọn nhà cho những người mà người ta mua bán nhà cửa đó. Thì mình quay cái đoạn phim mới lên để cho người ta thấy là cái công việc nó physics, như khi mình làm á thì nó như thế nào. Nói thật với các bạn nha, nhiều khi mình ở đây lâu rồi đó, tiếng Việt mình quên rồi. Nhiều khi mình muốn nói tiếng Việt á, cái bộ óc mình á nó phải tìm cái chữ đó ra, cho nên mình nói hơi chậm là như vậy. Với lại mình nói nhỏ là bởi vì mình thiếu tự tin. Mình thiếu tự tin không phải là thiếu tự tin ở cái bản thân của mình, mà thiếu tự tin trong cái ngôn ngữ của mình. Cho nên nhiều khi mình nói chuyện tiếng Việt, mình đệm vài chữ tiếng Na Uy vô vậy, là không phải mình lấy le, nhưng mà tự vì cái bộ óc mình á, nó không có tìm ra được cái chữ một cách nhanh. Bởi vì tiếng Việt Nam mình ít có khi nói, là một, cái thứ hai là mình ở một mình nói chuyện với ai. Cho nên nhiều khi mình nói chuyện như vậy nó hơi như là ngắn đoạn, nó gắt, là tại vì cái bộ óc mình phải tìm cái chữ, cái từ tiếng Việt Nam, chứ không phải là mình nên là không được bình thường. Phải không các bạn? Nếu mà mình nói tiếng Việt Nam thường xuyên á, hay là mình đọc sách tiếng Việt Nam thường xuyên á, thì cái tiếng Việt mình nó sẽ lưu loát. Nhưng mà tự vì mình không có dùng tới ngôn ngữ tiếng Việt, thành thử nó cũng bị tệ đi một chút đó. Đại khái là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi xuống gara rửa xe, rồi mình đi sớm một chút để mình đi mua rau củ quả của Việt Nam, rồi mình mới đi làm. Nếu rảnh mình sẽ quay một đoạn phim trong cái hotel, quality hotel nó như thế nào các bạn nha. Tuần thứ 42, cái việc đầu tiên mình sẽ làm trong ngày hôm nay là hút bụi xe và lau trong xe. Xong rồi thì mình sẽ đi ra ngoài để mình rửa xe. Đây là những vật dụng cần thiết khi mà mình hút bụi và chùi trong xe. Đấy, đây là một loại dung dịch mà rất là mạnh, mình có thể lau chùi trong xe. Ngoài ra còn phải có một cái đèn, tự vì trong cái garage xe của mình á thì tự động là nó tắt điện, cho nên phải có đèn và một xô nước. Sau khi mình xịt rồi á thì mình lau lại bằng nước, và một dây điện để mình đưa dây điện từ cái ổ cắm điện
tới nơi mà mình sẽ cắm cái đèn đây, để mình cắm cái đèn này vào. Và đây là máy hút bụi. Máy hút bụi này mạnh lắm đó bạn. Máy hút bụi này tới 3.000W lận á. Coi như nó vừa hút nước và vừa hút bụi. Nó kêu rất là to luôn. Cho nên nếu mình để trong nhà là nó kêu rất to. Thường thường người ta gắn ở ngoài. Cho nên nó có một cái những cái ống dây rất là dài. Những ống dây này là tới 3 thước lận. Đó. Mà rất là mạnh nha bạn. Hút thảm, rửa thảm, hút bụi nhà rất là tốt luôn. Đó, các bạn thấy không? Thì đây là xe của mình đây. À, xe của mình mà cần phải hút bụi bên trong này các bạn. À, thì mình đang đứng trong gara. Thì thường thường là điện, đèn trong gara nó tự động. Là coi như là khoảng mấy phút là nó tự động nó tắt, nếu mà nó không có cái sự di chuyển ở trong gara xa là nó tự động nó tắt. Cho nên đấy, xe của mình nó dơ như vậy, nó dơ như vậy luôn á. Đó, dơ không? Dơ, rất là dơ. Thì coi như là mình sẽ thanh toán phía bên trong trước đã, rồi bắt đầu mới đi ra ngoài đưa xe vô trong máy rửa xe. Chứ còn thường thường thì mình rửa tay, mình thường thường gì, lâu lâu mình cũng rửa tay, là mình xịt dưới cái dàn máy á, mình xịt trong cái lồng vành bánh xe này nè, đó, cho nó đi sạch hết. Nhưng mà có đôi lúc làm biến thì mình cho vô máy rửa. Đấy, thì bên trong rất là bẩn thỉu, đó, rất là bẩn. Đó, bây giờ mình coi trước và sau nha, trước và sau nó như thế nào. Rồi mình phải chùi ghế. À, chưa có bụi phía bên trên, chưa có bụi phía bên trên. Nhưng mà sẵn thì mình làm luôn. À, làm cho nó sạch luôn. Rồi mình đi làm. Hôm nay thì mình có giờ làm là 16:30. Nhưng mình phải đi sớm. Mình xuống tiệm Á Châu. À, mình mua đồ. Rồi mình vô sở làm. Phía sau này nè cũng dơ đó, mình để đồ ăn nè, nó đổ xuống dưới thảm. Ghế cũng vậy, ghế đó bụi nè, đó, bụi nó dính mấy cái khẽ nè. Không có ai ngồi đằng sau nhưng mà mình để đồ á, để đồ thì nó có bụi. À, hôm nay là tổng vệ sinh trên xe. À, đây mình mở cửa xe. Cái thùng cốp xe này của mình á, nó cũng đầy đồ trong đây rồi. Nhưng mà đó là những cái đồ cần thiết, cho nên mình cũng không cần phải dọn. Cái quan trọng là mình hút bụi thôi. Thì bây giờ là bốn cánh cửa xe đều mở toang hết, để mình dễ đưa máy vô hút bụi. Đây, cái thùng này là thùng để mùa hè đó, thì mình để nước lạnh mình uống. À, nhưng mà bây giờ hết mùa hè rồi, mình sẽ cho nó vô trong kho. Để ở đây thì nó chiếm chỗ. Ok nha các bạn. Mình tiếp tục làm việc đi nha các bạn. Đấy, bốn cửa xe đều mở hết, mở toang hết. Đó, mở toang hết. Rồi bắt đầu mình bắt đầu thi hành. Ok, see you. Đó, coi như là mình đã lấy ra mấy cái mọt rồi đó. Đó, xe mình nó bụi nè, nó bụi bám như vậy á. Bên này là ít có ai ngồi lắm, lâu lâu mới có cô bé làm chung sở ngồi về thôi. Đó, nhưng mà mình chở đồ á, cho nên nó bụi vậy nè. Đó, bụi bặm khủng khiếp. Đó, bụi nè, các bạn thấy không? Bụi dính trên xe, phải thanh toán nó thôi. Lắm tắm đó là bụi á, bụi như vậy mà phải làm thôi.
đầu mình bắt đầu hút bụi thôi. Mới làm chút xíu mà đã thở rồi, đã toát mồ hôi rồi đó các bạn. Bây giờ là đến giai đoạn xịt chất dung dịch và lau chùi phía bên này trước, rồi mình tiếp tục cũng làm hình thức như vậy mà mình làm phía bên kia. Ôi giời ơi, yes, thì mình cũng xong một cái phần rồi, phần trên bên phía bên phải lau chùi, bây giờ là phần tiếp tục là phần ở sau. Thank you.
xong rồi các bạn. Bây giờ mình qua làm phía bên kia. Ok. Cái xô nước, cái xô nước nó đen như vậy đó các bạn. Mà mới có nửa xe thôi đó. Bây giờ mình phải lên mình thay, thay nước đã đó. Rồi mình bắt đầu mới tiếp tục được. Đây. Nó đen là tự vì phía sau này nè, phía sau xe này nè. Đó. Mình chùi hết cả cái viền trên xe. Đó. Sạch rồi. Đó. Nó đen là tại cái chỗ này nè. Đó. Nó đen nhiều nhất tại xe khi mình chạy phía sau á, thì nó bắn lên á, nó bắn bụi bọng lên á, nó động ở đây. Đó. Cho nên mình lau chùi ở đây. Và cái nước xô mà nó đen như vậy là ở phía sau đó. Tại vì khi mình đưa xe vô rửa máy á, thì những cái khe này nè, nó không có sạch đâu. Đó. Cho nên mình phải rửa trước, xong rồi mình đưa xe vô rửa máy sau. Đó. Bây giờ mình phải đi lên thay nước các bạn ơi. Oh. Mình đang rửa xe đây các bạn, ngồi trong xe đây. Đó. Hồi nãy mình lau chùi sạch sẽ bên trong rồi. Bây giờ là cho nó tổng quát ở bên ngoài. Hồi xưa mình còn trẻ mình siêng lắm nha. Mình toàn là rửa xe bằng tay không à. Mà dạo sau này mình làm biến, mình rửa bằng máy. Rửa bằng, mình tự rửa bằng tay á, thì nó có cái vòi xịt rất là mạnh. Mà giá nó cũng nửa giá thôi. Cái này mình trả 259 đồng. Thì nếu mình tự rửa bằng tay á, thì khoảng chừng 100 mấy à. Nhưng mà mình rửa được dưới gầm xe, mình xịt dưới gầm xe. Còn đây mình rửa máy thì nó không có rửa cho mình ở dưới gầm xe. Hôm nào mình xiên mình đi, mình tự rửa bằng tay đi. Lâu quá rồi mình chưa có rửa những cái